Nga nã bom nhiệt áp, quân Ukraine hóa cho bụi. Nga tập kích nhà máy UAV Ukraine. Tư lệnh Ukraine khẳng định đất nước thiếu nhân lực, người dân cần phải nhập ngũ. 2.200 quân nhân tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất của NATO. Israel thông báo ấn định ngày tiến hành chiến dịch quân sự tại Rafah. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Xoay quanh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, hiện nay ở khu vực chiến sự đặc biệt, không có loại vũ khí nào uy lực và đáng sợ bằng bom nhiệt áp ODAB-1500 nặng 1,5 tấn của Nga nếu như những người anh em bom khác có sức nổ mạnh như FAB-1500 và FAB-3000 có thể xé xác binh lính và trang bị của đối phương thành từng mảnh, thì bom nhiệt áp ODAB-1500 còn kinh khủng hơn. Chúng sẽ thiêu dụi hoàn toàn kẻ địch chỉ trong vài giây. Cách đây vài ngày, nhóm quân Ukraine mang tư tưởng tân quốc xã có tên tiểu đoàn Kraken đã được trải nghiệm sức mạnh của loại bom khủng khiếp này từ phía Nga thi thể lính Ukraine tại vùng ảnh hưởng của bom bị cháy đen, chất đầy trong các chiến hào và hầm đào. Nếu với bom thông thường, lính Ukraine có thể trốn dưới hầm hoặc trong bom kè để bảo toàn mạng sống. Nhưng với bom nhiệt áp, mọi sự ẩn nấp đều là vô nghĩa. Sóng xung kích và nhiệt lượng kinh hoàng từ quả bom có thể kết liễu kẻ địch dù chúng đang trốn dưới hầm trú ẩn hay bom kè. Kênh Telegram của chuyên gia quân sự Alexey Zimovsky đưa ra số liệu cho thấy, kể từ đầu năm đến nay, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng bom lượn để tấn công Ukraine hơn 3.500 lần. Quân đội Ukraine hiện chưa tìm ra cách đối phó với các loại bom được phía Nga sử dụng. Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết phi đội máy bay chiến đấu Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã hoàn thành nhiệm vụ oanh tạc các đơn vị Ukraine trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt. Tiền đồn và quân đội của đối phương gần khu Nam Donetsk chìm trong biển bom. Theo nội dung video, lực lượng Nga sử dụng bom bay FAB-500 được trang bị mô đun hiệu chỉnh và phổ quát UMPC, một bộ công cụ cho phép biến một quả bom thông thường thành loại đạn được dẫn đường chính xác. Trước đó, truyền thông phương Tây từng bày tỏ quan ngại về việc lực lượng không quân Nga liên tục bắn phá nhiều vị trí của Ukraine. Ước tính Moscow đã thả khoảng 100 quả bom mỗi ngày vào mục tiêu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã gây thiệt hại cho nhà máy sản xuất máy bay không người lái UAV Ukraine. Hãng tin RT dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga viết rằng các đòn tập kích nhà máy UAV được thực hiện bởi tên lửa đạn đạo Iskander và là sự đáp trả cho những nỗ lực tấn công của chính quyền Ukraine nhằm gây thiệt hại cho hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng Nga. Một phần của thông báo viết, đòn tập kích vào nhà máy UAV trên là một phần trong chuỗi tấn công được chúng tôi thực hiện nhằm vào các tổ hợp công nghiệp quốc phòng, công xưởng sản xuất vũ khí và UAV của Ukraine. Ukraine tới nay chưa đưa ra bình luận về những hình ảnh và thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga. Mới đây, ngày 5 tháng 4, cơ quan báo chí Zaporizhia thông báo đã ghi nhận nhiều máy bay không người lái UAV của quân đội Ukraine tìm cách tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia trong những ngày gần đây. Đến ngày 7 tháng 4, nhà máy điện Zaporizhia thông báo về một cuộc tấn công ở khu vực căng tin khiến một xe tải đang dỡ thực phẩm bị hư hỏng. Ngoài ra, một UAV khác cũng tấn công khu vực cảng hàng hóa. Sau đó vài giờ, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết các thiết bị bay không người lái đã tiến hành một cuộc tấn công khác vào nhà máy điện hạt nhân Zabrizia, gây hư hại một trong sáu tổ máy phát điện và khiến một người bị thương, song không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân. Ngày 8 tháng 4, Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá đây là hành động khiêu khích rất nguy hiểm và gây ra những hậu quả tiêu cực về lâu dài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022 và chiếm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này bị tấn công trực diện. Moscow cáo buộc Kiev thực hiện ba đợt tấn công trên và yêu cầu phương Tây phản ứng, đồng thời khẳng định đang làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia theo các nghĩa vụ pháp lý quốc tế. Trong khi đó, Ukraine một mực phủ nhận sự dính líu đến những vụ tấn công này. Viết trên Facebook hôm 8 tháng 4, tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Alexander Pavliuk kêu gọi người dân Ukraine gác bỏ cảm xúc sang một bên và gia nhập lực lượng vũ trang của nước này, đồng thời tuyên bố quân đội và nhân dân không thể tách rời, nhấn mạnh việc bảo vệ đất nước là nghĩa vụ của mọi công dân. Tướng Alexander Pavliuk cho hay, cần phải hiểu rằng không ai có thể ngồi ngoài được bộ mặt của đất nước, số phận của nhân dân chúng ta đang bị đe dọa. Vị này thừa nhận tình hình ở tiền tuyến không dễ dàng, song cho rằng vẫn dễ dự đoán và dễ kiểm soát hơn nhiều so với hai năm trước. Ông Alexander Pavliuk nhấn mạnh dù Ukraine có nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ bằng tài chính hay vũ khí từ nước ngoài, thì nước này vẫn thiếu nhân lực. Tuần trước, Ukraine hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 trong nỗ lực bổ sung nhân lực cho quân đội nước này. Việc ký luật hạ độ tuổi huy động quân là một động thái cho thấy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết tâm xây dựng lực lượng phòng thủ vững chắc dọc theo chiến tuyến rộng lớn để đối trọng với lực lượng quân đội của Nga. Hiện không rõ số lượng binh sĩ Ukraine là bao nhiêu, song có thông tin cho rằng Ukraine có khoảng 1 triệu quân nhân. Tại Ukraine vừa xảy ra vụ việc một nhà báo điều tra bị quân đội chặn đường, trao giấy, ép phải đi nhập ngũ. Truyền thông Ukraine ngày 6 tháng 4 đưa tin các sĩ quan phòng tuyển quân quận Obolonsky ở thủ đô Kiev cùng một người đàn ông mặc thường phục ngày 1 tháng 4 tiếp cận nhà báo điều tra FN Sunhat, 27 tuổi, tại trung tâm mua sắm để trao giấy gọi nhập ngũ. Các sĩ quan nói rằng Sunhat đã 27 tuổi nhưng chưa đến phòng tuyển quân để đăng ký thông tin nhập ngũ. Sunhat không nhận giấy triệu tập và quay lại video sự việc khiến các sĩ quan tuyển quân bỏ đi. Sunhat là nhà báo thuộc cơ quan báo chí điều tra Slitvo.info của Ukraine. Trong cuộc điều tra gần đây, Sunhat phát hiện vợ của Vilia Vityuk, lãnh đạo Bộ phận An ninh mạng thuộc Cơ quan An ninh Ukraine SBU, đã mua căn hộ trị giá khoảng 516.000 đô la Mỹ, nhưng ông Vityuk chỉ kê khai thuế căn hộ giá 330.000 đô la Mỹ. Các nhà báo Slitvo.info xác nhận người đàn ông mặc thường phục là người nhận diện Sunhat để các sĩ quan tiếp cận. Người này có thể là Oleksiy Bilenko, đang công tác tại SBU và là trợ lý thân cận của ông Vityuk. Oleksiy Bilenko không trả lời yêu cầu bình luận của các nhà báo và chặn liên lạc với họ trong ứng dụng nhắn tin. SBU, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đang xác minh thông tin của Slipvo.info và sẽ thông báo khi có kết quả. Trong tuyên bố ngày 6 tháng 4, Bộ Quốc phòng Ukraine bày tỏ phẫn nộ trước hành vi gây áp lực với các nhà báo, coi đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong chuyến công du tới Mỹ hôm 9 tháng 4, Ngoại trưởng Anh David Cameron sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và các nhà lập pháp Mỹ nhằm hối thúc đồng minh sớm thông qua gói viện trợ cho Ukraine, đồng thời cũng thảo luận về cuộc xung đột ở giải Gaza. Theo Bộ Ngoại giao Anh, trước cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Anh cũng sẽ gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống tiềm năng trong cuộc bầu cử sắp tới. Dù không tiết lộ nội dung thảo luận, song Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh, đây là cuộc gặp ngoại giao theo thông lệ bình thường với một ứng cử viên tổng thống. Trước chuyến thăm tới Mỹ, ngoại trưởng Anh cũng khẳng định sẽ gặp chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thành viên Đảng Cộng hòa để hối thúc Hạ viện Mỹ sớm thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, vốn bị trì hoãn trong nhiều tháng. Ông Cameron nhấn mạnh, gói viện trợ này rất quan trọng với sự thành công hoặc thất bại của Ukraine trên chiến trường, cũng như đối với an ninh của Mỹ và châu Âu trong tương lai. Ngoài ra, Ngoại trưởng Anh cũng muốn thảo luận với giới chức Mỹ về tuyến hàng hải viện trợ nhân đạo ở giải Gaza, cũng như tìm kiếm lời giải thích rõ ràng về vụ 7 nhân viên cứu trợ nhân đạo, trong đó có 3 công dân Anh mới đây bị Israel không kích nhầm, thiệt mạng khi đang phân phát hàng nhân đạo cho người dân giải Gaza. Ngày 8 tháng 4, cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mang tên CCU-24 đã khai mạc tại cảng Costanta của Romania với sự tham gia của 2.200 quân nhân và 135 tàu, máy bay và phương tiện từ các đồng minh và các quốc gia đối tác. Binh sĩ và thiết bị quân sự từ 13 quốc gia gồm Bulgaria, Pháp, Georgia, Hy Lạp, Italy, Anh, Moldova, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Romania tham gia cuộc tập trận này. Sisiu 24 tập trung vào huấn luyện trong tất cả các khía cạnh của các hoạt động quân sự nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các bên. Tham mưu trưởng Hải quân Rumani Mihai Panat tuyên bố, chúng tôi có các quy trình để thử nghiệm phát triển trong môi trường tác chiến chống tàu ngầm, tàu mặt nước và máy bay ở Biển Đen và khu vực sông ngòi. Trước đó, State Defense Defender, cuộc tập trận lớn nhất của NATO trong nhiều thập kỷ, cũng đã bắt đầu từ ngày 24 tháng 1 và sẽ kéo dài đến cuối mùa xuân năm 2024. Ủy ban điều tra Nga cho biết đã phát hiện mối liên hệ tiềm tàng giữa các cơ quan đặc biệt của Ukraine với vụ khủng bố nhằm vào trung tâm hòa nhạc ở ngoại ô Moscow. Theo hãng tin RT, đây là tuyên bố hôm 8 tháng 4 sau cuộc họp do người đứng đầu Ủy ban điều tra Nga Alexander Basterikin chủ trì liên quan tới cuộc điều tra vụ tấn công khủng bố trung tâm hòa nhạc Krokus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow vào tối ngày 22 tháng 3 khiến hơn 140 người thiệt mạng. Dù không cung cấp thông tin chi tiết về những gì được thảo luận tại cuộc họp, song Ủy ban điều tra Nga khẳng định đã nắm được bằng chứng quan trọng về sự liên quan của kiev đồng thời nhắc lại những thông tin đã được công bố trước đó bốn nghi phạm trực tiếp xả súng và phóng hỏa trung tâm hòa nhạc cùng bảy đồng phạm đã bị nga bắt giữ giới chức nga nhiều lần nghi ngờ ukraine là chủ mưu và sử dụng những tay súng hồi giáo cực đoan để thực hiện vụ tấn công khủng bố ở moscow tuy nhiên cả kiev và phương tây đều bác bỏ các cáo buộc ukraine liên quan tới vụ việc theo phương tây isisk một chi nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS là thủ phạm gây ra vụ thảm sát. Chính IS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Hôm 7 tháng 4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã công bố thông tin trong quá trình thẩm vấn các nghi phạm cho biết họ đã được chỉ thị chạy trốn về phía biên giới Ukraine sau khi thực hiện vụ tấn công trung tâm hòa nhạc. Bốn nghi phạm đã bị bắt ở vùng Bryansk của Nga, gần biên giới với Ukraine chỉ vài giờ sau vụ thảm sát. Các nhà điều tra Nga trước đây cho hay đã tìm thấy dấu vết liên kết những kẻ bị cáo buộc thực hiện vụ khủng bố ở Moscow với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác liên quan đến tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã ấn định ngày tiến hành chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza. Thông báo của Thủ tướng Netanyahu có đoạn, hôm nay tôi nhận được báo cáo cụ thể về tiến trình đàm phán ở Cairo, Ai Cập Chúng tôi đang không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình, trước hết là thả tất cả con tin và giành được chiến thắng hoàn toàn trước Hamas. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel không tiết lộ cụ thể thời điểm tiến hành chiến dịch. Rafah là nơi trú ẩn của khoảng 1,4 triệu người Palestine phải di rời và cũng là điểm tiếp nhận hàng viện trợ cho Gaza. Số phận của người dân ở Rafah là điều khiến các tổ chức nhân đạo và đồng minh của Israel rất quan ngại. Họ cảnh báo việc Israel triển khai chiến dịch tấn công vào khu vực đông đúc này sẽ gây ra thảm họa. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian ngày 8 tháng 4 cáo buộc Mỹ đã bật đèn xanh để Israel không kích tòa đại sứ nước này ở Syria, khiến hai tướng lĩnh cấp cao thiệt mạng. Tôi muốn nói rõ quan điểm của mình ngay tại Đà Mát rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm với những gì đã diễn ra. Ngoại trưởng Iran Amir Abdullahian phát biểu với các phóng viên trong chuyến công du tới Damascus gặp người đồng cấp Syria Faisal Mekdad. Ông Amir Abdullahian chỉ trích việc Mỹ và hai quốc gia châu Âu khác đã không lên án vụ Israel không kích tòa đại sứ Iran và cho rằng điều này chính là dấu hiệu Washington đã bật đèn xanh để Israel thực hiện hành vi tội ác. Ngoại trưởng Iran cũng nhắc lại tuyên bố rằng nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ vụ không kích nói trên. Trong hơn 4 giờ ngày 8 tháng 4 theo giờ địa phương, sự kiện nhật thực toàn phần, bóng của mặt trăng ăn vào quả cầu màu vàng cam của mặt trời, phủ bóng tối giữa ban ngày đã xảy ra tại khu vực Bắc Mỹ. Kỳ quan vũ trụ này đã làm mê mẩn hàng triệu người ngắm nhìn bầu trời suốt từ bãi biển Mexico qua vùng đồng bằng Texas tới tận bờ biển gồ ghề của Newfoundland, Canada. Người dân trên khắp Bắc Mỹ, bao gồm cả Mỹ, Canada và Mexico đã dành cả buổi chiều ngày 8 tháng 4 say mê và thích thú trước sự chuyển động của bóng tối mặt trăng trong lần cuối cùng hiện tượng này xuất hiện trên phần lớn Bắc Mỹ cho đến tận những năm 2040 toàn bộ sức mạnh của bóng tối mặt trăng đã bao phủ một giải rộng lớn ở Mexico, Mỹ và Canada vào ngày thứ hai, 8 tháng 4, khi nhật thực toàn phần lần đầu tiên sau 7 năm khiến ban ngày rơi vào bóng tối và nhắc nhở tất cả con người về vị trí của hành tinh chúng ta trong vũ trụ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại!